Những năm qua thực hiện chương trình hợp tác phát triển kinh tế xã hội giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành vùng đồng bằng sông Cửu Long, nhiều chương trình ký kết hợp tác được thực hiện hiệu quả. Trong đó riêng tỉnh Vĩnh Long bước đầu đã có những hợp tác song phương với Thành phố Hồ Chí Minh đạt kết quả đáng ghi nhận trên các lĩnh vực thương mại, xúc tiến đầu tư và du lịch. Hàng năm, ngành công thương của hai địa phương đều ký kết hợp tác. Trong đó, Vĩnh Long đã giới thiệu hàng hóa, sản phẩm co-op của doanh nghiệp địa phương đến với hệ thống phân phối siêu thị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã khảo sát và đầu tư hạ tầng thương mại tại Vĩnh Long, đặc biệt là các hệ thống siêu thị tiện lợi đã và đang hoạt động hiệu quả trên địa bàn. Chúng ta kết nối cùng với các cái hệ thống là chợ đầu mối của Thành phố Hồ Chí Minh để chúng ta tạo điều kiện cho các doanh nghiệp và hợp tác xã có sự liên kết với các cái dựa cũng như là các doanh nghiệp trong cái chợ đầu mối trong việc đó là tiêu thụ các cái hàng hóa nông sản của Vĩnh Long, hỗ trợ giúp cho các doanh nghiệp của chúng ta được là kết nối các cái hàng hóa, các cái sản phẩm về là sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh của chúng ta được đưa đến là người tiêu dùng là của Thành phố Hồ Chí Minh. Trong thời gian qua, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp thuộc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Vĩnh Long cũng đã phối hợp với các doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh quảng bá, giới thiệu sản phẩm, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đến Vĩnh Long tìm hiểu môi trường đầu tư cũng như khảo sát các dự án mời gọi đầu tư trọng điểm của tỉnh trên các lĩnh vực. Qua đó thì đã có 13 các dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư cho các doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh với cái tổng vốn đầu tư khoảng là 5.800 tỷ đồng. Thì đối với lĩnh vực du lịch thì trong thời gian qua thì ngành du lịch đã của hai địa phương đã phối hợp chặt chẽ với nhau trong cái việc mà quảng bá giới thiệu những cái hình ảnh du lịch của Vĩnh Long cũng như là các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh cũng như là các địa phương khác trong cả nước. Thì đồng thời là ngành du lịch cũng đã phối hợp trong cái việc mà hỗ trợ các hoạt động du lịch cũng như là đào tạo nguồn nhân lực. Mới đây, tại lễ ký kết các thỏa thuận hợp tác kết nối chung giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2025, tỉnh Vĩnh Long và Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục ký kết hợp tác để với mục tiêu hỗ trợ nhau cùng phát triển. Vĩnh Long đề xuất là có 5 cái đề xuất là phối hợp, trong đó là lĩnh vực là coi như là đào tạo con người, thiết bị trang thiết bị y tế, tạo môi trường thuận lợi xúc tiến đầu tư, đồng thời là cũng kiến nghị với Thành phố Hồ Chí Minh có 3 cái kiến nghị lớn. Thứ nhất, làm sao là cho cái sản phẩm OCOP, tạo thuận lợi cho cái sản phẩm OCOP của địa phương vào được các trung tâm, các siêu thị, làm sao để cho các doanh nghiệp của Vĩnh Long vừa và nhỏ tiếp xúc được với các siêu thị lớn, đồng thời là xúc tiến đầu tư, quảng bá thương hiệu giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Vĩnh Long. Với những kết quả đạt được, năm 2023 và những năm tiếp theo, tỉnh Vĩnh Long và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục có những hợp tác hiệu quả hơn để đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế xã hội của hai địa phương.